Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình ngày hôm nay nhé. Thì cái video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn là cách là để ẩn hiện cái tin nhắn trong cái Messenger. Để ẩn và hiện cái tin nhắn Messenger thì đầu tiên các bạn vào đây. Tiếp theo trong cái phần nội dung tin nhắn này. Ví dụ ở đây. Cái tập thể khối lớp 9 này, mình muốn để ẩn đi thì các bạn chỉ cần kích vào đây. Sau đó các bạn chọn lưu trữ. Thì cái tập thể khối lớp 9 nó sẽ bị ẩn đi. Đó. Hoặc là đây, cái nhóm lớp 7 đây, các bạn chỉ cần kích vào thôi. Và các bạn lưu trữ thì nghiễm nhiên cái nhóm lớp 7 đây cũng bị ẩn đi. Và để hiển thị ra thì các bạn chỉ cần vào ô tìm kiếm này. Các bạn gõ đây, tập thể khối lớp 9 đây. Các bạn soạn một tin nhắn bất kỳ bằng ký tự nào cũng được. Ví dụ mình soạn là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Các bạn gửi đi. Và các bạn thoát ra này. Thế đây cái tập thể khối lớp 9 đã hiện thị ra. Ví dụ tiếp theo là cái tập thể lớp 7 nãy mình làm ẩn, cũng làm ẩn đi. Đấy, sau đó mình cũng soạn tin nhắn vào đây. Cũng 1, 2, 3, 4 ví dụ thế. Sau đó các bạn gửi đi này. Thì các bạn quay tiếp ra này. Thì hai cái nhóm tập thể nữa này nó lại hiện ra. Đấy, trên đây là cái video ngắn của mình chia sẻ về cách ẩn hiện cái tin nhắn trên Messenger. Rất là đơn giản. Các bạn thấy video này hữu ích thì hãy chia sẻ để mọi người cùng biết và áp dụng nhé. Và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh miễn phí và nhấn chuông để không bỏ nhỡ những cái video chia sẻ tiếp theo của mình. Thân ái chào các bạn.